Thưa quý vị, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất trong công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Hiệp hội bất động sản thành phố Horea cho rằng hiệp hội này rất nhất trí và hoàn toàn ủng hộ định hướng chuyển đổi khoảng 1/3 quỹ đất nông nghiệp của thành phố sang làm đất công nghiệp dịch vụ và đất đô thị. Theo số liệu của Horea, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có trên 118.000 ha đất nông nghiệp nhưng chỉ đem lại giá trị khoảng 6.500 tỷ đồng, chiếm 0,98% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn giá trị gia tăng từ đất nông nghiệp của thành phố chỉ đạt khoảng 55 triệu đồng một hecta. Trong khi đó, thì diện tích đất công nghiệp, dịch vụ của thành phố hiện chỉ đạt hơn 14.200 hecta nhưng đã tạo đến 99,11% GRDP, tương ứng với gần 727.000 tỷ đồng. Giá trị gia tăng từ đất nông nghiệp và dịch vụ đạt 50,9 tỷ đồng một hecta. Tuy nhiên, Horea cũng cho rằng thành phố vẫn cần giữ lại quỹ đất nông nghiệp ở mức cần thiết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện đại trở thành trung tâm về giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ nuôi trồng mới, tiên tiến và cũng cần giữ lại quỹ đất dự trữ cho thế hệ tương lai của thành phố. Với nhận định này, thì hội ủng hộ định hướng chuyển đổi khoảng 1 phần 3 quỹ đất nông nghiệp của thành phố thành đất công nghiệp, dịch vụ, đất đô thị. Theo tính toán của các chuyên gia, thì việc chuyển đổi này sẽ giúp cho giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố tăng lên 2,73 lần và tạo điều kiện phát triển rất mạnh về nền kinh tế và thị trường bất động sản của thành phố trong thời gian tới. Trước đó trong cuộc họp về cơ chế quản lý dự án theo hình thức đối tác công tư mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng nêu vấn đề về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của thành phố. Tuy nhiên ông Phong không nói rõ liệu thành phố có đang tính đến việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất hay không.